Sau khi tiếp quản U23 Việt Nam từ người tiền nhiệm Philip Chuze, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cơ bản thay đổi diện mạo đội bóng, trong đó tuyến giữa là một trong những nơi xê dịch nhiều nhất cả về con người lẫn lối chơi. Võ Hoàng Minh Khoa, tiền vệ trung tâm từng không được ông Chuze trọng dụng, nay được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt niềm tin. Minh Khoa là một trong những điểm nút cho thấy sự khác biệt về lựa chọn nhân sự ảnh hưởng đến đấu pháp của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn so với người tiền nhiệm. Khi còn huấn luyện U23 Việt Nam, huấn luyện viên Chuze ưu tiên Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Phú, Hoàng Văn Toản, những tiền vệ có kỹ năng chuyền bóng tốt, có khả năng di chuyển linh hoạt để tạo thành các tam giác, tứ giác phối hợp đập nhả luân chuyển bóng. Với huấn luyện viên Chuze, tiền vệ là dầu bôi trơn để phục vụ lối đá thiên về kiểm soát bóng tuần tự bài bản và lớp lang. Một tiền vệ có xu hướng di chuyển rất rộng, tự do và thiên về cày ải như Minh Khoa không có chỗ đứng. Tuy nhiên, tiền vệ của câu lạc bộ Bình Dương vẫn được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin dùng ở đội U23 Việt Nam B khi là hạt nhân trong chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Bởi với triết lý chơi có phần trực diện và tự do hơn trong tấn công mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn áp dụng, mẫu cầu thủ chơi phá khuôn, có những pha xử lý táo bạo, khó đoán như Minh Khoa lại phù hợp. Tiền vệ sinh năm 2001 đã chơi tốt ở trận gặp U23 Coes. Với khả năng bao quát, đọc tình huống tốt, Minh Khoa đã cùng Thái Sơn trở thành động cơ bền bỉ, giúp U23 Việt Nam chiếm thế thượng phong ở tuyến giữa. Đặc biệt trong hiệp 2, Minh Khoa và đồng đội ép thành công tuyến giữa đến mức U23 Coes không thường xuyên lên bóng được qua vạch giữa sân. Huấn luyện viên Emilio PC đánh giá, các cầu thủ Việt Nam tranh chấp rất khỏe, chơi quyết liệt và kinh nghiệm khiến U23 Coes đuối sức. Còn ở trận gặp U23 Malaysia, Minh Khoa lại ấn tượng theo một cách khác. Anh xâm nhập vòng cấm, trở thành mũi tấn công nguy hiểm từ phía sau. Trước khi ghi bàn trên chấm 11m, Minh Khoa đã có pha băng vào đánh đầu uy lực. Đáng tiếc là thủ môn của U23 Malaysia đã cứu thua xuất thần. Những pha dê dắt kéo bóng qua người trực diện đã mắt của Minh Khoa cũng giúp U23 Việt Nam tăng tốc độ trong các pha tấn công, khiến hàng thủ U23 Malaysia hay trước đó là U23 Coes bị xô lệch, không giữ được cự ly. Minh Khoa không chỉ tấn công hiệu quả khi ghi một bàn thắng, có tỷ lệ chuyền bóng thành công lên đến 79,6% trên phần sân đối thủ, mà còn lùi về phòng ngự tốt với 4 pha đánh chặn, 2 lần phá bóng giải nguy. Biểu đồ nhiệt phủ khắp mặt sân cho thấy cường độ hoạt động ấn tượng của tiền vệ 23 tuổi. Đây là những gì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần ở một tiền vệ trung tâm, bền bỉ, cần cù, kỷ luật khi không bóng, nhưng cũng sáng tạo khó lường khi cầm bóng, góp sức cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Tầm quan trọng của Minh Khoa còn thể hiện ở chỗ, khi có ưu thế dẫn bàn an toàn, ông Hoàng Anh Tuấn đã để học trò nghỉ ngơi. Khác với giải U23 Đông Nam Á khi Minh Khoa cày rất khỏe từ đầu đến cuối giải, sân chơi U23 châu Á vốn khắc nghiệt hơn, buộc các cầu thủ phải được sử dụng với tần suất hợp lý. Minh Khoa đã trưởng thành trong 2 năm qua, thời điểm mới lên V-League từ mùa 2022, Minh Khoa ban đầu chỉ được ra sân 13 trận, chiếm 50% tổng số trận của Bình Dương. Tuy nhiên ở V-League 2023-2024, tiền vệ sinh năm 2001 đã ra sân tới 14 trong tổng số 15 trận đã đấu, chiếm tỷ lệ 93,3% số trận với tổng thời gian là 620 phút. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức không vội vàng đặt học trò vào vị trí trung tâm mà tính toán lộ trình để Minh Khoa từng bước thích nghi, hòa nhập trước khi có chỗ đứng vững chắc ở đội Bình Dương. Việc được ra sân thường xuyên giúp Minh Khoa đảm bảo nguồn thể lực dồi dào để đáp ứng khối công việc lớn. Trong sơ đồ 3-4-3 chỉ có 2 tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam. Việc được đàn anh Quế Ngọc Hải đặt biệt danh là Van Verde Bình Dương so sánh vui vẻ với tiền vệ công Federico Valverde của câu lạc bộ Real Madrid, nổi tiếng với lối chơi cần mẫn và nguồn thể lực sung mãn, cũng là sự ghi nhận dành cho Minh Khoa. Trong phần còn lại của giải đấu, hy vọng Minh Khoa sẽ tiếp tục cất cánh. Một cầu thủ khác cũng thi đấu xuất sắc không kém là thủ thành Quan Văn Chuẩn. Đội trưởng của U23 Việt Nam đã có một trận đấu ra vào hợp lý để cản phá các tình huống tấn công của đội bạn. Nổi bật là pha cản phá xuất thần của Quan Văn Chuẩn ở phút 90, giúp cho U23 Việt Nam giữ sạch lưới, qua đó bảo toàn chiến thắng 2-0. Cùng với Văn Chuẩn và Văn Khang thì chúng ta cũng có những lời khen ngợi dành cho trung vệ Lê Nguyên Hoàng. Cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An là trung vệ chơi ổn định nhất của U23 Việt Nam trong 2 trận đấu đã qua. Những pha can thiệp chính xác của Lê Nguyên Hoàng góp phần không nhỏ vào chiến thắng đã qua của đội nhà. Có thể khẳng định huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt thành công U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Việc giành được 2 chiến thắng liên tiếp và sớm giành vé vào tứ kết, U23 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ được giao tại giải đấu lần này. Để có được thành tích này, không thể không nhắc đến công lao của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.
Vị huấn luyện viên 56 tuổi này đã đưa ra đấu pháp hợp lý cho U23 Việt Nam, đồng thời có những điều chỉnh linh hoạt trong các trận đấu để giúp đội nhà có được một thế trận tốt trước các đối thủ. Ở trận đấu vừa qua, việc tung Bùi Vĩ Hào và Hồng Phúc vào sân đầu hiệp 2 đã phát huy hiệu quả rất lớn. Bùi Vĩ Hào chính là cầu thủ mang về quả phạt đền để rồi Võ Hoàng Minh Khoa nâng tỷ số lên 2-0. Trong khi đó thì Hồng Phúc giúp gia cố cánh phải của U23 Việt Nam sau khi liên tục bị khuấy đảo trong hiệp 1. Quan trọng hơn, với những chiến thắng này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã giúp người hâm mộ Việt Nam có thể nở mày nở mặt sau chuỗi ngày dài ê chề. Hy vọng ở trận đấu sắp tới, vị huấn luyện viên 56 tuổi này sẽ lại có những đấu pháp hợp lý giúp U23 Việt Nam trả được món nợ đã vay trước U23 Uzbekistan tại Thường Châu năm 2018. Có một chi tiết rất đặc biệt trong chiến thắng 2-0 trước Malaysia của U23 Việt Nam, đó là lần đầu tiên trong lịch sử dự các vòng chung kết châu Á Asian Cup ở mọi lứa tuổi, Việt Nam giành được 2 chiến thắng tại vòng bảng và sớm đoạt vé đi tiếp dù vẫn còn một trận chưa đấu. Thống kê đôi khi chỉ là những con số, nhưng đặt trong bối cảnh của bóng đá Việt Nam hiện tại, đó là một cột mốc rất khích lệ. Ở U19 Asian Cup năm 2016, thời điểm mà Việt Nam lần đầu giành quyền dự World Cup trẻ thế giới, đội U19 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ có 5 điểm ở vòng bảng. Các kỳ Asian Cup 2007 và 2019, khi đội tuyển Việt Nam đi đến tứ kết, thì ở vòng bảng chúng ta cũng chỉ có duy nhất một chiến thắng. Ngay kỳ tích U23 Thường Châu 2018 và tại U23 Asian Cup 2022, dù vượt qua vòng bảng nhưng điểm số tối đa của chúng ta cũng chỉ là 5. Công bằng mà nói, dù có 2 trận toàn thắng nhưng đội U23 Việt Nam vẫn chưa tạo ra được dung mạo của một đội bóng có khả năng đoạt vé dự Olympic. Lối chơi vẫn rời rạc, sai sót liên tục xuất hiện ở hàng phòng ngự, nhưng may mắn đã không bị trừng phạt bởi một U23 Malaysia thậm chí còn non nớt hơn chúng ta. Nhưng cần phải nhớ là U23 Việt Nam hiện nay là một đội bóng đang phải vừa chạy vừa xếp hàng dưới quyền huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Các cầu thủ vẫn đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi từ kiểu chơi kiểm soát bóng, chuyền ngắn thiếu hiệu quả dưới thời huấn luyện viên Chu Dê sang lối đá đơn giản và dùng nhiều tốc độ thời ông Tuấn còn. Xét về khía cạnh chuyên môn, cần ít nhất 3 tháng thì cầu thủ mới thay đổi thói quen được. Vậy nên những gì mà đội U23 đã có chủ yếu đến từ sự cởi bỏ áp lực tâm lý. Họ chơi bóng rời rạc, thiếu gắn kết nhưng lại thừa quyết tâm chiến thắng. Đội tuyển chưa vận hành tốt ở tư cách một tập thể, nhưng vẫn còn đó những khoảnh khắc cá nhân để tạo ra đột biến và chuyển đổi tình thế trận đấu theo hướng có lợi, mà tiêu biểu là tuyệt phẩm đá phạt của Khuất Văn Khang cũng như các quyết định thay người của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Họ cho thấy vẫn có những tiến bộ có thể đạt được trong tương lai. Đó chính xác là những gì mà chúng ta nên kỳ vọng ở thời điểm này, cần phải dỡ bỏ áp lực cho các cầu thủ, thậm chí cho cả nền bóng đá để tìm lại niềm vui chơi bóng và những chiến thắng cụ thể khiến người hâm mộ có thể hy vọng. Thành Rome không được xây trong một ngày, chúng ta không thể thay đổi một đội tuyển chỉ qua một giải đấu hay vài tháng tập luyện, nhưng hoàn toàn có thể tái tạo được mọi thứ bằng các kết quả cụ thể, từng bước đi nhỏ vững chắc và thanh thản. Khác biệt giữa huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và Chu Dê giúp U23 Việt Nam lập kỳ tích lịch sử. U23 Việt Nam lần đầu giành chiến thắng 2 trận tại vòng bảng U23 châu Á. 6 điểm cũng là điểm số cao nhất từ trước đến nay của U23 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn trở thành đội đầu tiên của Đông Nam Á thắng 2 trận liên tiếp ở vòng bảng U23 châu Á. Thành tích kể trên phải nói đến dấu ấn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, người chỉ có 2 tuần nhận đội sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia tay huấn luyện viên Chu Dê. Nhà cầm quân người Khánh Hòa đã tạo ra những khác biệt gì so với huấn luyện viên người Pháp? Đầu tiên đó là sự dũng cảm thay đổi nhân sự so với bản danh sách của huấn luyện viên Chu Dê. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có được cầu thủ ưng ý thì thay đổi lối chơi cho U23 Việt Nam, chọn chiến thuật phòng ngự phản công thay vì đá kiểm soát bóng. Cuối cùng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giỏi ứng biến trong trận đấu và có mục tiêu đá thắng thay vì đá đẹp. Nhìn hai màn trình diễn của U23 Việt Nam, người hâm mộ dễ nhận thấy nhiều điểm tương đồng so với thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Bài toán thể lực được giải quyết nhờ đấu pháp đúng. Đây là điểm yếu từng xuất hiện dưới thời huấn luyện viên Chu Dê. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho U23 Việt Nam chơi phòng ngự phản công. Ông tính toán thời điểm bung sức và tung các cầu thủ dự bị vào sân để tạo ra sự khác biệt. Hơn hết, U23 Việt Nam giảm tối thiểu sai sót cá nhân bằng cách chơi kín kẽ, đá phòng ngự hợp lý. Không mắc các sai lầm sơ đẳng, U23 Việt Nam còn giỏi tận dụng sai số của đối thủ để giải quyết trận đấu. Đây là dấu ấn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi xác định được đúng tâm thế và đẳng cấp của cầu thủ Việt Nam. Nhìn lại thời huấn luyện viên Chu Dê, U23 Việt Nam mặc chiếc áo quá rộng với mục tiêu tiến bộ để lên tuyển và hướng đến World Cup 2026, dự Olympic 2024.
trình độ chưa đáp ứng được mục tiêu, nhưng chọn cách chơi kiểm soát bóng là không phù hợp và bộc lộ nhiều điểm yếu chí mạng. Câu chuyện này cũng là vấn đề của tuyển Việt Nam nên liên tục thua Indonesia. Cuối cùng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn truyền lửa tốt hơn huấn luyện viên Chu Dê. Ông biết cách hướng các học trò đến mục tiêu chiến thắng thay vì phải cố gắng truyền nhiều và kiểm soát bóng mà nhận thất bại. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.